Được khoảng 10 năm đầu thì chúng tôi thâu hình toàn ở bên Paris. Sau đó thì mới lâu lâu mới làm những cuốn đặc biệt bên Paris. Hai cuốn ở Las Vegas. Rồi sau đó thì lại thường trực tại Canada mấy năm. Rồi sau đó mới là thường trực tại mình mới thấy rõ là cái team. Cái lúc ban đầu, thưa quý vị, nó phải như thế này. Cái lúc ban đầu thì dĩ nhiên cô Thủy hay là ông Tô Văn Lai hay nói trung tâm tiếng Nga muốn dùng các chuyên viên Việt Nam chứ. Nhưng mà lúc đó tiếng Nga thực Paris by Night sớm quá, thì cái thế hệ đầu hay thế hệ thứ hai chuyên viên Việt Nam đi học về điện ảnh gần như chưa có. Gần như chưa có gì cả. Thì bây giờ chỉ có một số ít những người họ học gấp rút là quay đám cưới với lại thôi, cái buổi họp mặt thôi. Thành ra nó không có một cái team. Thì Thúy Nga mới mượn cái team của đài truyền hình lớn nhất Euromedia ở bên Pháp, rồi sang Canada là CBC, là đài truyền hình lớn nhất của nước Canada. Máy móc thì ba cháu nó là cực kỳ trầm trồ. Ngạn hoặc là mà ông một cái người giống như là ông David Letterman hay cái caliber đó thì là khách xa làm cái show cho ông sinh trước kia. Thì sau này ông giờ ông khi mà ông nhìn thấy cái credit mà thấy director là khách xa bao nhiêu, ông rất là hạnh. Cái lúc đầu ông là công cò quận 9 đâu. Dạ, ông cò quận 9 đâu có chịu, ông đó mình đi làm cái nghề gì mà cảnh sát trưởng mà. Thế nhưng mà cháu nhớ rằng là Richard nó involve vào cháu vì nó bắt đầu chập chững. Cháu nhớ rằng là nó còn đi chặt cây nó. Dạ đúng rồi, cái Lương Sơn Bác Chú Văn Đài mới. Trời ơi, đạo diễn này đi rất ra rất là nhiều kỷ niệm. Dạ, chặt cây ở lề đường để cắm mộ. Có một cái điều mà làm tụi con rất là giống như là ấm lòng và cảm thấy là cái tình thương và cái giống như là cái bao lâu năm rồi con gọi cái sao con nói bây giờ ở Bangkok con muốn làm một cái chương trình Chú Ngạn giả từ sân khấu. Ồ, nó nói là nó phải làm, ổng nói ổng phải làm bằng bất cứ giá nào, ổng sẽ đem nguyên cái team của ổng qua để